Radio Buck Kelly. Yeah. Congratulations to you. What a great turnout you have here. So many people who are going to be supporting you with the radio station, with the new station. That speaks to success. And it's my pleasure, really, to be here on a Sunday afternoon for this beautiful party. Patty and I are happy to be here for a little while to wish you well. So to our hostess, again, chúc mừng. Congratulations. Thank you very much. In the afternoon, today is the New Year's Eve. So everybody busy, but you all come today. And that's why I put the program and have at this place. And we're going to have delicious food from Thai modern Vietnamese cuisine. For your the Vietnamese radio of Northern California. And I'm very proud to say that station, the office is located in District 4, in my district in San Jose. In our community to reach out to one and everyone. And I hope Ms. Aben will be able to do that excellently. And with all of our support, it will be a success for this new year. So with that, I would say, xin chào quý vị. Chúc mừng năm mới. Thì tổng nhân dịp lì xì chút xíu, tức là hồi trước giờ là khá lúc nào lì xì ngang, nhưng mà đây sạc nghe chị lì xì 500. Đài Việt Nam Bắc Cali, Hà Linh đã làm cho Đài Việt Nam Bắc Cali một thời gian khá lâu. Nhưng bây giờ bắt đầu tháng 10 trước khi năm 2008 là gần như bắt đầu đi chỗ gọi là sự cánh sinh. Và chương trình của đài là từ 7 giờ tối đến 11 giờ khuya. Và chương trình bắt lại từ 12 giờ khuya đến 6 giờ sáng. Cũng như chương trình ngày Chủ nhật từ 11 giờ sáng đến 2 giờ trưa, gồm những tiết mục và tin tức, văn nghệ giải trí cũng như là những phần phát thanh cộng đồng. Và mình rất mong là quý vị theo dõi những chương trình của đài, ủng hộ cho đài một làn sóng. Đài phát thanh Việt Nam Bắc Cali trên làn sóng 1500 đi rất xa và rất rõ, và mong rằng quý vị chủ nhân của những cơ sở thương mại đã giúp cho đài và giúp cho đài để đài có tiếng nói cùng với tất cả cộng đồng. Dạ, xin cảm ơn chị Hà Vân và xin chúc đài được thành công và ngày càng nhiều thính giả hơn. Dạ, xin cảm ơn chị. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.